Xuân Phúc sống tuyệt vọng trong nhà tù ở Thái Lan. Thái Lan không còn là mảnh đất vàng và đủ an toàn cho đám cặn bã, bỏ trốn làm nơi tá túc để tìm cách đi nước thứ ba nữa. Từ tội phạm kinh tế, tham nhũng, gây rối trật tự công cộng, bắt người trái pháp luật, cho đến lừa đảo, tội phạm ma túy từ Việt Nam chạy qua Thái đã lần lượt xa lưới pháp luật. Có kẻ thì bị bắt, hiện bị giam ở trong nước, kẻ thì đang bị cảnh sát Thái Lan truy nã gắt gao, kẻ thì bị trục xuất về nước, có kẻ thì được cảnh sát Thái Lan xác định là tội phạm buôn người và có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Mới đây, thông qua hai Facebook là Nguyễn Văn Lý và Trần Viết Thắng, thông tin về Ngô Xuân Phúc bị bắt giam hơn 1.5 năm và hiện bị giam cầm trong tù ở Thái Lan với điều kiện cực kỳ hà khắc. Kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2017 là thời điểm mà Ngô Xuân Phúc bị cảnh sát Thái Lan câu lưu. Vào thời điểm đó, trên Facebook cá nhân, Ngô Xuân Phúc kêu cứu trong tuyệt vọng. Đang ở đồn công an này, mong mọi người quan tâm giúp. Hay là, quá thời hạn giữ 3 ngày rồi mà vẫn chưa được thả, thật là thất vọng, Thái Lan quá là tồi tệ. Kể từ ngày trốn sang Thái Lan theo đường du lịch, với niềm hy vọng được đi nước thứ ba, Ngô Xuân Phúc đã nhiều lần than thở về sự cô độc của mình trên đất Thái. Dù đã cố gắng phát huy hết công năng của cái đầu và đôi tay để cố nặng ra những bài viết chống chế độ nhằm thỏa mãn điều kiện được hưởng quy chế tị nạn, nhưng Ngô Xuân Phúc vẫn chưa được toại nguyện. Thiên đường chưa hiện hữu, Phúc cô độc trọ trong khu ổ chuột, lần hồi từng bữa, gặm nhấm nỗi buồn xa quê và đã không ít lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân trên đất Thái. Chia sẻ với Dũng Phi Hổ trên Facebook cá nhân, Ngô Xuân Phúc từng viết như sau. Việt Tân đứng trước cáo buộc là tổ chức tội ác, lừa đảo cộng đồng người Việt hải ngoại và trong nước để chiếm đoạt tiền quyên góp, sử dụng không đúng mục đích, đã bị buộc thay tên đổi họ. Cuộc chiến đã đến hồi kết, quả thực rất phức tạp. Đến phản động cũng 3-7 đường, nên ở Việt Nam hay qua Thái Lan tôi vẫn cứ lo lắng. Không biết thật giả thế nào, nhưng sự việc này cho thấy quyết tâm của chính nghĩa và tòa án sẽ giúp chúng ta nhận chân sự thật. Dòng trạng thái trên được đính kèm bài viết Thông báo 18 Việt Tân, băng đảng tội ác bất áo mão phường tuồng của Nguyễn Thanh Tú, con trai của cố ký giả Đạm Phong, một người được biết đến là nạn nhân của tổ chức Việt Tân, bị Việt Tân sát hại trên chính đất Mỹ. Có lẽ chi tiết này làm cho Ngô Xuân Phúc chột dạ, kèm với những gì đã xảy ra trải nghiệm trên đất Thái, khiến cho Phúc lo lắng, bất an, không biết thật giả thế nào. Có lẽ hơn ai hết, Ngô Xuân Phúc đã dần vỡ mộng. Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động chống phá theo đám dân chủ nửa mùa, phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước. Ngô Xuân Phúc đã bán mình cho quỷ dữ, chạy sang Thái Lan xin tị nạn chính trị để được đi nước thứ ba từ ngày 6 tháng 7 năm 2016. Để được Cao ủy Liên Hiệp Quốc công nhận tị nạn chính trị, Phúc phải tham chứng minh được mình là nạn nhân của thể chế chính trị hiện tại bằng các tuyên bố, bài viết chống lại Tổ quốc. Tuy nhiên cho đến lúc này, Phúc vẫn chưa thể hiện được ý nguyện của mình và nhận ra rằng không đâu bằng Tổ quốc. Đọc những gì trên Facebook của Phúc, không khó để nhận ra rằng Ngô Xuân Phúc đang ở tình thế cô độc, hấp hối với bộ dạng thê thảm của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái Lan. Âu đó cũng là số phận của những kẻ ảo tưởng sức mạnh chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân.